Xin chào các bạn, trong bài này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn bà một bài đánh pháo đầu rất lợi hại dùng để phá thế trận quá cung pháo. Bài này được tham khảo từ quyển kỳ phổ nổi tiếng Mai Ho Phổ của tác giả Vương Tây Việt. Cụ thể của bài này như sau, đó là bình đã làm bệnh đỏ đi trước, chơi pháo hai bình 6, tạo thành thế trận quá cung pháo. Đặc điểm của thế trận quá cung pháo là có một sức phòng thủ rất mạnh. Do đó nếu như những người cầm đen mà không có kinh nghiệm thì không biết đánh vào đâu và rất dễ bị thất thế và thua cuộc những cao thủ đặc biệt là những người có khả năng đánh trung tam thấm hậu thì rất thích sử dụng trận quá công pháo này thì đó trong bài này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một trong những cái tuyệt chiêu dành cho bên hậu để phá thế trận quá công pháo rất là hiệu quả cụ thể đó là bên hậu quan sát là bên đỏ sau khi chơi pháo hai bình 6 thì điểm yếu lớn nhất của bên đỏ là trung lộ do đó một lúc đi hiệu quả và hợp lý dành cho bên đen trong trường hợp này đã là chơi pháo hai bình năm đây là nó đi đối phó mạnh nhất của bên đen Để đối phó tiếp thì bên đỏ dĩ nhiên phải chơi là mã 2 tấn 3 Sử dụng con mã để bảo vệ con chốt ở đường số 5 và mở đường cho con C1 này ra tròn Dĩ nhiên bên xanh cũng chơi tiếp là mã 2 tấn 3 thôi Bên đỏ bên xe thì bên đen sẽ có một di chuyển rất là hợp lý Đó là C9 tấn 1 ở đây thì bên đen chơi c 9 tấn 1 với ý đồ là sau đó sẽ chơi tiếp là c 9 bình 4 để tấn công vào con pháo ở đường số 6 của đối phương. Bởi vì bên đen quan sát là bên đỏ sau khi chuyển pháo sang đường 6 thì có bộ hai con pháo và mã và xe ở đây khá là chật trội và đó chính là một điểm yếu của bên đỏ và bên đen có thể lợi dụng để khai thác. Bây giờ thì một nước đi rất là thường gặp đối với những người cầm đỏ đó là họ sẽ chơi là c 2 tấn 4 sử dụng xe tôn hà để phòng thủ tiếp theo thì bên đen tiếp tục cuộc tấn công của mình và nó coi là c 1 bình 4 đã bắt con pháo của bên đỏ f buộc bên đỏ phải lên sảy và cái đến bên đen sẽ có một di chuyển rất mạnh đó là mã hai tầng ba bay sau mã lên chính diện phục thủ đô Rồi tiếp theo sẽ chơi tiếp là bên năm tầng một và tạo thành thế trận pháo đầu mở đội được tấn công bây giờ thì một nước đi rất là thường gặp đối với những gầm đỏ là họ sẽ chơi là c 2 bên 7 bên xe sang đơn bảy với suy nghĩ là sẽ chơi tiếp là c7 tấn 2 và tấn công vào cung mã của bên đen thực tế thì đây là một cái cạm bẫy rất là thú vị của thế trận này và bên đen sẽ đối phó rất là tinh xảo như sau đây trước tiên bên đen sẽ chơi bên năm tấn 1 để mở đường cho con mã có thể nhảy lên cũng như là để tấn công trực diện vào trung lộ của đối phương Bây giờ thì dĩ nhiên là bên đỏ sẽ cắn xe xuống ăn chốt và bắt con mã của bên đen Bên đỏ suy nghĩ là sau khi mà lấy xe ăn chốt bắt mã thì nếu như bên đen chơi mà mã 3 tấn 5 thì bên đỏ sẽ có một đòn đánh rất là hiểm ác đó là pháo 8 tấn 4 và sử dụng pháo tiếp theo sẽ đi dò sẽ đánh vào mã và ăn hơn quân cho dù là bên đen có nhảy mã lên thì cũng không thể tránh khỏi độc thủ của bên đỏ với nó cơ là chốt 1 và cung mã của bên đen ở đây chắc chắn là bị mất thì đấy là một cái thủ đoạn rất là hiểm ác của bên đỏ sau khi mà dùng xe ăn vào chốt và bắt cung mã của bên đen và đã nghĩ là lấy xe ăn chốt bắt mã như vậy thì bên đỏ sẽ rất là ưu thế tuy nhiên thực tế thì thế trận này không đơn giản như vậy bởi vì bên đen đã có một di chuyển cực kỳ hay để đáp trả cũng chính là điểm tinh hoa của thế cơ này đó là nó cơ C1 tấn hai 2 có cực cao của bên đen bây giờ nếu như bên đỏ là một người chỉ có thiếu kinh nghiệm mà tham lam dùng xe si ăn cung mã của bên đen thì bên đỏ sẽ bị chết ngay bởi vì đen sẽ có một nó cơ rất ác đó là lấy pháo để ăn vào mã chiếu tướng và phản công đây là nó cơ tinh hoa của thế cơ này bắt buộc là bên đỏ phải ăn pháo đen và bên đen sẽ dùng xe si để tiêu diệt của xe si của bên đỏ bên đỏ bị chết xe si và thua ngay có thể thấy là con mã của bên đen ở đây là một cung mã có tầm độc và nếu như cờ của bên đỏ không chú ý và dùng xe si ăn mã thì lập tức bên đỏ sẽ bị thất thớ và thua ngay. Do đó bên đỏ không thể dùng xe si để ăn mã đen được. Thì ở đây một nó cơ rất là thường gặp mà bên đỏ có thể suy tính tới là phương án pháo 6 bên 7. Ở đây thì mình đỏ bình pháo sang đường 7 là dự, sử dụng pháo để bảo vệ cho con xe si ở đường số 7 và sau đó mới dùng xe để ăn con mã của bên đen Mình đã nghĩ rằng là bây giờ thì chắc chắn sẽ ăn hơn quân và chiếm một thơ lớn tuy nhiên thực tế thì không đơn giản như vậy và chúng ta hãy cùng thưởng thức những đòn phản công cực kỳ hay và tinh xảo của bên đen như sau để phản công ngược trở lại đó là bên đen trước tiên sẽ chơi tiếp là c 4 tấn 7 ý tưởng của nó có tấn c này là chuẩn bị binh xe sang đã đi con mã của bên đỏ và đồng thời sau khi tấn xe xuống thì bên đen lại rất khéo léo để khóa đi sự liên kết từ song tường của đối phương và ép phục nhiều thủ đoạn tấn công rất là hay trong tương lai bây giờ thì đã tránh bị bên đen bình xe sang bắt mã thì bắt buộc là bên đỏ phải nhảy mã lên và có đến bên đen có một đòn di chuyển cực hay đó là chơi pháo 2 tấn 4. thấy con mã ở đường số 3 luôn và tấn pháo lên để huy động cực nhanh cặp song pháo và cổ xe ở đường số 4 để tổ chức một đợt phản công chấp nhóm Đây chính là điểm tinh hoa trong thế phản kích của bên đen. Bên đen sử dụng con mã ở đường số 3 để làm mồi nhử và dù cho bên đỏ tấn công. Qua đó, bên đen có thể lợi dụng thời gian để tổ chức phản công ngược trở lại. Đây là những đòn đánh rất là tí thú của bên đen. Dĩ nhiên là bên đỏ không còn lựa chọn nào hay hơn là phải lấy mã thôi. Và bên đen chỉ chơi cả vài lập tức nổ pháo vào trung chốt để chiếu tướng. Bây giờ thì Mặc dù là bên đỏ ăn lợi được một quân Nhưng mà bù lại thì bên đen có một thế công rất mạnh Đến đây thì tiếp theo bên đỏ có hai lựa chọn để đối phó Lựa chọn thứ nhất là chơi ở tượng 3 tầng 5 Và lựa chọn thứ hai là lấy mã để ăn công pháo của bên đen Tuy nhiên như các bạn sẽ thấy sau đây Thì cho dù bất kể là bên đỏ lựa chọn phương án nào Thì bên đỏ cũng bị thất thế rất nặng Bây giờ chúng ta xét trường hợp đầu tiên, đó là bên đỏ lựa chọn phương án là tượng 3 tấn 5. Bên đỏ chơi phương án này thì bên đỏ sẽ thua rất nhanh, bởi vì bên đen sẽ tổ chức một đợt tấn công không thể chống đỡ như sau. Đó là trước tiên, bên đen chơi pháo 5 binh 1 để ăn chốt và dùng pháo bắt con xi của bên đỏ, ép buộc bên đỏ phải chạy xe. Kế đến, bên đen lại chơi tiếp một nước cơ. Rất là khó chịu đó là pháo 1 binh 2 tiếp tục bắt xi ép buộc con xi đỏ phải trốn vào góc và cái đến thì bên đen mới dùng xi để ăn con xi của đỏ bắt buộc là bên đỏ phải dùng phá ăn lại xi đen và bên đen chỉ chơi cả vài lập tức tổ chức đột tấn công và nó cơ là tấn pháo xuống chiếu tướng bắt buộc bên đỏ phải chạy sỉ và bên đen lại tiếp tục vật pháo sang chốt ở đường số 3 tiếp tục đe dọa đòn đánh sát là pháo 7 bình năm là đánh bí Do đó để giải sát bắt buộc là bên đỏ phải chơi pháo 881 để thí pháo Tuy nhiên bên đen sẽ không đồng ý vật đổi pháo mà đơn giản phải pháo và Tiếp tục đi dò sẽ binh pháo vào trung lộ là đánh bí Các bạn chú ý là bên đỏ không thể chơi mã 3 tấn 4 được bởi vì bên đen sẽ ngay lập tức đâm phá xuống đáy Là sát cục ngay Do đó để tránh đòn bình pháo vào trung lộ chiếu bí của bên đen thì bắt buộc là bên đỏ phải chơi chốt 7 tấn 1 và bên đen rất đơn giản tổ chức đợt tấn công như sau bình pháo chiếu tướng bắt buộc bên đỏ phải bình pháo kế đến lại lộn pháo sang ăn mã tiếp tục sử dụng pháo đầu chiếu tướng bây giờ nếu như bên đỏ xuống sỉ thì bên đen đâm pháo xuống là bởi ngay lập tức cái đá bị pháo chiếu ở đây thì bắt buộc là bên đỏ phải lên sỉ và cái đến rất đơn giản bên đen tiếp tục phải xì và bắt con pháo của bên đỏ ép buộc bên đỏ phải chạy pháo và bên đen dùng pháo ăn pháo đỏ tiếp tục chiếu tướng ép buộc bên đỏ phải lấy tượng ăn lên pháo và có đến rất đơn giản thôi và đen bên xe sang ăn chốt đi dọ là găm xe xuống đáy là đánh bí do đó để tránh sát cột thì bắt buộc là bên đỏ phải chạy tướng và bên đen đâm xe xuống chiếu ép buộc bên đỏ phải lên tướng và đơn giản bên xe sang tiêu diệt con xe của bên đỏ kết quả là sau một hồi giao tranh thì các bạn thấy là hình tròn của bên đỏ hoàn toàn tan nát và không có khả năng chống đỡ, bên đỏ chắc chắn sẽ thua cuộc. Chúng ta trở lại với hình cò ở đây. Như vậy là nếu như bên đỏ lựa chọn phương án là tượng 3 tầng 5 thì bên đỏ hoàn toàn bị tắt thế và bên đen sẽ giành được chiến thắng. Bây giờ chúng ta sẽ xét trường hợp thứ hai là bên đỏ lựa chọn phương án là mã 3 tháng 5 để ăn con pháo của bên đen. Trong trường hợp này thì bên đen sẽ tổ chức tấn công như sau Đó là dĩ nhiên bên đen sẽ nổ pháo ăn mã chiếu tướng ép buộc bên đỏ phải lên tượng có đến bên đen tiếp tục cuộc tấn công của mình mà nó coi là binh năm tấn 1 Huy động thêm con chốt này lên để hỗ trợ tấn công Bây giờ nếu như bên đỏ dùng xe si để ăn con xe si đen thì đen đơn giản lấy tượng ăn xe si đỏ thôi Bây giờ thì chắc chắn là bên đỏ phải phát triển con chứng xe si ra trận thôi Thì nó có hợp lý cho bên đỏ là xe si 9 binh 8 sau khi bên đỏ bên xe sang đường 8 thì sử dụng con xe để bảo vệ con pháo và ám phục âm mưu đó là chi tiết pháo 881 để mời và ép buộc bên đen phải đổi pháo. Nếu như để cho bên đỏ thực hiện được âm mưu này và đổi được quân thì bên đen sẽ hoàn toàn bị bất lợi khi mà cuộc chiến đưa về giai đoạn tàn cục bởi vì hiện tại bên đen đang bị lỗ hơn bên đỏ một con pháo. do đó, để giành được chiến thắng thì bên đen chắc chắn là phải tìm cách để bảo vệ được con pháo này như đã nó đi hợp lý cho anh cho bên đen là chơi chốt 5 bên 6 mở đường để cho con pháo này có thể rút vào và tránh bởi đối phương đội quân. Bây giờ nếu như bên đỏ đâm pháo xuống để chiếu tướng và tấn công thì đây là một nước đi rất là vội vàng của bên đỏ và không thể tạo ra một cái nguy hiểm gì cho bên đen cả. Bên đen chỉ cần đơn giản chơi tiếp là sĩ 4 tấn 5 thôi. Và còn tại điều kiện cho bên đen sau đó có đòn là tướng 5 bên 4 sử dụng mặt tướng để hỗ trợ cho con xe này đâm xuống đánh bí bên đỏ sẽ rất là khó khăn trong vấn đề chống đỏ với nước co tướng nam bình 4 này của bên đen và bên đỏ sẽ bị thất thế do đó nước đi hợp lý dành cho bên đỏ vào lúc này phải là nước co tấn pháo lên để mời bên đen đội pháo dĩ nhiên là bên đen thì không chấp nhận đội pháo mà sẽ thổi pháo về để duy trì biến hóa đến đây thì sau khi bên đen thổi pháo vơ thì đang tiếp tục đi dọ sẽ nhảy mã lên đường 5 và tấn công vào trung lộ của đối phương do đó để phong thủ thì bắt buộc là bên đỏ phải chơi là chốt 81 mở đường để cho con mã ở đường số 9 có thể nhảy lên đường 7 và bảo vệ con tường trước sự tấn công của đối phương tiếp theo dĩ nhiên bên đen sẽ tiếp tục cuộc tấn công của mình mà nó cơ là nhảy mã lên để dùng phá bắt tường bắt buộc là bên đỏ phải nhảy ngựa lên để dùng ngựa bảo vệ con tường ở trung tâm và bên đen sẽ tiếp tục cướp tiên bằng nó cơ là mã 5 tăng 4 sử dụng mã để bắt con pháo của bên đỏ Ít buộc bên đỏ phải chơi à, tấn xi lên để giữ pháo các bạn quan sát hình cơ thì mặc dù là bên đen đang lỗ hơn một con pháo nhưng mà thế tiến công của bên đen là cực kỳ mạnh bên đỏ hoàn toàn bất lực và rất là bị động trong vấn đề đối phó bây giờ sau nhận đòn điều quân và di chuyển để tấn công rất là tinh xảo thì bên đen tiếp tục có một nó cơ rất khéo léo để khiến cho hình trận của bên đỏ bị điêu đấn đó là nó cơ pháo năm bình hai nó có rất cao của bên đen để dùng ép để phương bị pháo bên qua bên đỏ cảm thấy rất là khó chịu bởi vì con pháo đây không thể di chuyển được do đó bắt buộc bên đỏ phải bình xi sang đường biên thôi sau nó có bình pháo rất là tinh xảo để ép cho bên đỏ phải bình xi sang đường biên thì bây giờ bên đen tiếp tục cuộc tấn công rất là ác liệt và khó chịu của mình mà nó có là pháo hai bình ba sử dụng pháo để bắt chết của mã của bên đỏ như vậy là đến đây thì bên đen đã chắc chắn đọt lại một quân và chỉ một thời rất lớn. Bên đỏ có đánh kiểu gì thì cũng thua thôi. Ở đây thì mình sẽ trình bày một số biến hóa để các bạn tham khảo. Lấy ví dụ chẳng hạn như tiếp theo bên đỏ đâm pháo xuống để chiếu tướng thì bên đen đơn giản lên sĩ thôi. Giả sử như bên đỏ tiếp theo quật khởi phóng ngựa lên để tấn công và dùng pháo bắt pháo đen thì đen đơn giản ăn pháo đỏ thôi. Cho dù bên đỏ có nhảy mẹ lên thì pháo và mã của bên đỏ ở đây hoàn toàn lỉ loi và không có thể tạo ra một sự tấn công nguy hiểm dành cho bên đen bên đen sẽ ra tay tấn công trước và giành được chiến thắng như sau đó là bên đen có một di chuyển rất hiểm hóc đó là mã 4 tấn 6 đi dò sẽ đánh tiếp là mã 6 tấn 7 đâm mã ngồi tàu là đánh bí do đó để tránh bị sát cục bắt buộc là bên đỏ phải đưa sĩ lên để cản mã nhưng mà vẫn không thể tránh khỏi sát chiêu của bên đen với những nó co với phá rất là kinh hoàng mà nó co là bình pháo sang ăn sỉ và tiếp tục dùng phá bác sĩ si. ép buộc là bên đỏ phải xuống tường và cỡ đến bên đen rất đơn giản bình pháo sang đường 2 mở đường chạy chạy cho ông mã có thể tiếp tục băng xuống 7 và đánh bí để tránh khỏi bị đối phương bắt bẫy thì bắt buộc là bên đỏ phải lên sỉ Đến đây thì bên đen không vội vàng đâm mã xuống tấn công mà có một di chuyển rất là tinh tế để nhập cục đó là pháo hai tầng 2 để chiếu tướng. Cô tượng ở đây không thể di chuyển được, cho đó bắt buộc là bên đỏ phải xuống sỉ Và đến đây rất đơn giản nhưng tinh tế, bên đen dùng xe ăn sĩ và tạo nên thế cơ tức sát, có đỏ vô phương chống đỏ. Vừa rồi thì mình đã giới thiệu được bạn một số bài đánh rất là tinh xảo sử dụng trận pháo đầu mã đội để phá thế trận quá cung pháo mặc dù chúng ta không thể khẳng định là thế trận quốc cung pháo là một thế trận yếu và có thể bị pháo đông ở đội tăng phá bởi vì thực tế thì cũng có những người những cao thủ sử dụng quốc cung pháo rất hay tuy nhiên khi mà bên đen sử dụng trận pháo đông ở đội thì nếu như những người cầm đỏ không có kinh nghiệm và đỡ không chính xác chỉ còn một nước sai lầm thôi là sẽ rất nhanh chóng bị thất thế và bị thua cuộc rất nhanh hy vọng bài học này thì có thể mang đến cho các bạn một số sự gợi mở nào đó và hy vọng các bạn có thể áp dụng được những điểm tinh hoa trong bài học này trong những vấn cơ thực chiến của các bạn. Cuối cùng, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những bài học thú vị tiếp theo.